nhìn hấp dẫn không mọi người, quá đã, sắp chín nha mọi người, 5 phút nữa. Là nó đầu tiên cho phép Hoàng Anh gửi lời chào tất cả mọi người luôn ha. Thì hôm nay cũng đã là cuối tuần nữa rồi mọi người ơi. Thì Hoàng Anh hứa với mọi người mỗi tuần Hoàng Anh sẽ ra một clip để chia sẻ cùng mọi người. Thì hôm nay vợ Hoàng Anh về rồi, chỉ còn một mình Hoàng Anh thôi, về thăm con rồi, nhớ con quá mọi người ơi. Thì Hoàng Anh cũng làm mới về, trời cũng 4 giờ mấy rồi. Thì hôm nay Hoàng Anh tiếp tục làm một clip ẩm thực chia sẻ cùng mọi người ha. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Thì có gì mọi người ủng hộ Hoàng Anh với nghe mọi người nha. Nhấn chuông đăng ký ủng hộ Hoàng Anh để Hoàng Anh có động lực làm những video trải nghiệm cũng như video ăn uống chia sẻ cùng mọi người ha. Rồi bây giờ Hoàng Anh sẽ quay lại cái camera lại gì trước để chia sẻ mọi người món ăn hôm nay nha. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái món mực lá nha mọi người. Mực lá nướng sa tế, mình ướp sa tế hết trơn này nè. Thì đây mình ướp sa tế với miếng tỏi, miếng bột ngọt thôi mọi người. Rồi ở đây có rau nè. Mực này mình mua con này ký mấy á mọi người ạ? Gần 300 ngàn á mọi người. Bây giờ mình bắt đầu đi nướng nha mọi người ha. Rồi, Hoàng Anh nướng xong nha mọi người. Ui, mình coi nè, thơm phức luôn mọi người ơi, thấy không? Ồ, đây nè, con này là 1 kg đó mọi người, hơn 1 kg á. Có cái gâu nữa không nè mọi người. Thôi bây giờ mọi anh mời mọi người nha, ăn cái gâu này trước mọi người ha, mời mọi người nha. Quá, ôi. Mực tươi lắm, thịt nó ngọt ghê mọi người ơi. Pháo mọi người. Đậu gồng. Quá mọi người ơi. Này mực lá nha mọi người nha. Thái mầm nè.
gừng. Nào anh có mua củ hoa mà còn sống nó mát. Dạ anh nhớ nhà nhớ con quá về. Quá đã. Mướp mọi người. Cái gì đâu mọi người. Mướp. Anh cạo vỏ nha. Mướp non. Mướp. Mà vườn tối nó muốn có ruồi mọi người. Tối ruồi nó muốn mũi nữa, mũi nhóc đây mọi người. Củ hoa này nó ăn nhẫn nhẫn. Có hộp á. Hộp nó cũng mềm xèo mọi người ơi. Nó không đắng gì mấy, nhẫn nhẫn à. Một con này chắc là anh ăn hết mọi người ơi. Leo mà. Tối rồi. Con này không phải lấy kéo cắt mới được. Bự quá mọi người. Kéo cắt ra. Một miếng cái đó mọi người. Không. Mời mọi người nha. Quá ngon mọi người.
Mướp này ăn em thiệt. Mướp này không phải mướp mình nha mọi người. Mướp gì á? Mướp gì á? Mà ta thấy ngon hơn mướp mình nhiều lắm. Còn anh muốn ăn thử. Không ngờ nó ngọt thiệt á. Ngọt mà nó giòn nữa. Ăn mới hết cái rau rồi, muốn no rồi. Cái này chắc không chừa cho cái người bạn phòng á mọi người, người bạn gái của vợ mình á, thường hay quay clip chung á, nãy kêu ra quay clip chung mà ngại, không có vợ mình á, bạn ấy ngại, bạn ấy không dám không quay. Ngon quá. Cải mầm. Ý mà còn anh út sẽ tới không ha, để miếng còn ngọt, không có để miếng muối nào cho, rửa rất là nhiều lần luôn á, nhưng mà cũng nó còn hơi mặn mặn. Một cái thịt nè, nhỏ. Mực bự ăn có khác thì giá nó mắc phải, con này gần như 200 mấy 300 ha, 200 mấy. Mọi người xem video ủng hộ anh, like cho anh nha. Với đăng ký ủng hộ anh chứ nha mọi người. Thật là trắng nõn. Mũi nó cắn. Ở ngoài này á. Tối tối chút mà vẫn còn ánh sáng, còn quay cho mọi người thấy được. Vô nhà tối thui luôn. Con này anh ăn hết mọi người, quá no. Bây giờ anh mời mọi người một miếng nữa, còn anh chào tạm biệt mọi người nha, quá no. Mọi người nha, dài cắn thì dai mà ăn vô miệng nó thử giòn thật thật thật.
Rồi, video đến đây của Mạnh đến đây kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra theo dõi video của Mạnh. Mọi người vui lòng ủng hộ Mạnh bằng cách cho Mạnh một like, một chia sẻ và bỏ đăng ký kênh để ủng hộ Mạnh nha mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.